cùng lắng nghe MC Phương Thảo tâm sự về những ngày ở khu cách ly một mình. Sài Gòn Phantom 30 Heavy không cửa bật. Team Flash 31 Pháp Esport vẫn là truyền thống 31. Pussycat đăng quang nữ vương đại chiến, trong khi tại tứ phương đại chiến, Nghệ An thống lĩnh ngôi đầu. Mẹ team chia tay với công thần, huấn luyện viên Rainer ra đi trước thềm AIC. Vòng tuyển chọn AIC 2021 khu vực Thái Lan không có bất ngờ. Showmet cùng thần tượng, cùng xem ông Bạch trổ tài gấp thú với Crack. Như mọi người đã biết thì hiện tại MC Phương Thảo đang phải đi cách ly tập trung. Dù vậy thì đương nhiên, giải đấu của chúng ta cũng không thể dừng lại. Và vì thế mà anh em bình luận viên đang cố gắng để làm thay phần của cô nàng MC xinh đẹp. Vâng, xin chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với những diễn biến đầu tiên của vòng thi đấu thứ 13, vòng đấu áp chót của giải vòng bảng đấu trường danh vọng mùa đông 2021. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Mega News số 137 và tôi là Hoàng Sơn. Trong ngày Phương Thảo đi vắng thì hãy để tôi mang đến cho các bạn khán giả những thông tin nóng hổi nhất đã diễn ra trong tuần vừa qua nhé. Cùng bắt đầu ngay thôi. Không biết là Thảo có cảm nhận như thế nào khi những người anh em của mình đang làm ở những vai trò mới nhỉ? Quay trở lại với đấu trường danh vọng thì mấy ngày gần đây thì giải đấu đã bắt đầu không có Phương Thảo rồi. Nhưng mà Thảo thấy là ở bàn phân tích vẫn rất là rôm rả khi mà có MC Phương Huy. Rồi là các bình luận viên cũng thay nhau lên sóng phỏng vấn các tuyển thủ. Cái ngày đầu tiên khi mà không có mình thì Phương Tùng và Phương Huy khá là bỡ ngỡ trong cái vai trò MC của mình, phải giới thiệu các nhãn hàng tài trợ, rồi là phải đặt câu hỏi cho các bình luận viên khác, rồi là phải kết nối với nguyên thủ. Nên là ngày đầu tiên thì hơi vấp đĩa này, rồi là đọc sai tùm lum, rồi là không được tự nhiên lắm. Nhưng mà đến ngày hôm nay là bắt đầu là cái tuần thứ hai khi mà không có Phương Thảo rồi, thì Phương Huy đảm nhận vị trí MC thì Thảo thấy là Phương Huy làm rất tốt nha. Tuy là không có sự mềm mại của MC nữ, nhưng mà đây là một sự kết hợp nó rất là hài hước của các bình luận viên nam, rồi là đầy tính chuyên môn hơn đó. Rồi là khi mà phỏng vấn game thủ thì các bình luận viên sẽ phát huy được cái sự hiểu biết của mình về game thủ cũng như là cái lĩnh vực này. Cho nên là Thảo thấy là Thảo hoàn toàn ủng hộ các bình luận viên ở vị trí MC trong những ngày tới nhá, bởi vì chúng ta cũng chỉ còn một vài vòng đấu nữa thôi. Đấy, cứ tiếp tục phát huy nhé Phương Huy nhé. Nhiều người thắc mắc MC Phương Thảo tình trạng sức khỏe đang ra sao, hãy cùng nghe Thảo chia sẻ nhé. Hiện tại thì sức khỏe của mình vẫn đang ổn định, xét nghiệm 2 lần đều âm tính. Nhưng mà cũng có rất là nhiều trường hợp xét nghiệm 2 lần âm tính rồi đến lần thứ 3 thì lại dương tính, cho nên là vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm được, vẫn đang theo dõi và cầu nguyện mỗi ngày thôi. Thật sự là mình có nhiều nỗi sợ lắm, bởi vì con gái vào đây một mình ấy, nhớ nhà rồi là cô đơn này, rồi là sợ ma. Rất nhiều nỗi sợ khi mà ở một mình ở đây, rất là hiu quạnh. Và riêng ngày đầu tiên mình chỉ có khóc thôi, mình khóc nhiều lắm ấy, vì mình không thể nào mà chấp nhận được cái thực tại này. Nhưng mà đến bắt đầu từ ngày thứ hai là mình nhận ra rằng nó cũng chẳng giải quyết được việc gì cả, và mình bắt đầu phải tìm cách để mà hòa hiệp với cái hoàn cảnh này rồi. Cho nên là đến bây giờ thì mình vẫn đang khá là bình thường, cố gắng lạc quan mỗi ngày thôi. Ở trong khu cách ly không biết Thảo sinh hoạt như thế nào? Một ngày trong khu cách ly của mình đã tập được một cái thói quen mới, đó là ngủ lúc 12 giờ và dậy lúc 8 giờ sáng. Bình thường khi mà ở nhà ấy, là một ngày lúc nào cũng phải leo rank đến tận 1-2 giờ sáng mới ngủ cơ. Nhưng mà bây giờ là 12 giờ đi ngủ rồi. Một ngày thì bắt đầu từ 8 giờ sáng, mình sẽ dậy ăn sáng, có thể là xôi bánh mì hoặc là bánh cuốn. Ở đây thì cũng khá là đa dạng về mặt món ăn. Sau đó thì ăn sáng xong thì sẽ có lịch test sức khỏe. Hôm thì lúc nào thì cũng phải đo nhiệt độ 2 lần một ngày, rồi báo với các anh chị y tế này. Rồi là 3 ngày một lần thì sẽ xét nghiệm PCR real time cho tất cả các bệnh nhân. Đó, còn đâu thì đến 11 giờ là ăn trưa rồi. Ăn trưa xong thì buổi chiều thì mọi người sẽ làm tự do. Thường thì mình sẽ đọc sách này, xem phim, hay là hôm nay mình xem giải đấu này. Rồi là mình xem nhiều thứ lắm. Và nếu mà có thêm thời gian mình sẽ tập thể dục. Và cuối cùng là lời Thảo muốn nhắn gửi tới tất cả mọi người. Mình muốn gửi tới các bạn khán giả mà đang cảm thấy lo lắng cho mình là thôi bây giờ thì cũng không lo lắng để làm gì cả. Các bạn nên nhớ là bạn cũng có thể trở thành F1 hay là F0 bất cứ lúc nào giống như Thảo. Bùm một cái phải đi cách ly tập trung 14 đến 21 ngày thì các bạn sẽ hiểu được là chúng ta cần phải cẩn thận như thế nào nhá. Chúc mọi người mạnh khỏe và có thể
theo dõi cũng như là ủng hộ các bình luận viên trong vai trò mới của đấu trường danh vọng khi mà không có Phương Thảo nhé. Cùng chúc cho MC Phương Thảo xinh đẹp mau chóng khỏi bệnh và quay trở lại với công việc sớm nhé. Để mà nói về cái độ thân thiết ấy, mà lại còn chăm cà khịa ấy, chắc hẳn ai cũng đã từng nghe về tình bạn của G-Turtle và Lai Bông rồi đúng không nhỉ? Và trong trận đấu ngày hôm qua, khi mà Rùa nghe theo tiếng gọi của con tim cầm Hayate đi rừng, thì vừa vào trận, rừng của Rùa đã trở thành rừng của Bông. Thay vì làm Robin Heavy thì hôm nay họ làm thành kiểu Heavy sáng tạo. Nhưng mà đây là một sự sáng tạo chắc chắn là chết chóc rồi, tôi không nghi ngờ gì về cái kèo chết chóc này cả. Quả gọi là Vélez đối đầu với lại cả Hayate đi rừng thì đúng là kèo một người một tịt. Kết quả thì cũng không có gì đặc biệt khi mà Sài Gòn Phantom tiếp tục chuỗi chiến thắng 3-0 của mình tại lượt về. Trên fanpage của mình, SKP cũng không quên cảm ơn Turtle và Heavy vì đã giúp đội tuyển có được chiếc vé đến VAIC 2021. Sau trận đấu, Turtle cũng đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình và được những người bạn ở Sài Gòn Phantom trao gửi những lời yêu thương, trong đó có cả người bạn chí cốt của mình. Có lẽ những fan hâm mộ của Team Flash đã quá quen khi mà đội tuyển của họ giành chiến thắng 3-1 rất nhiều kể từ đầu mùa giải. Và sự thật thì đúng là như vậy khi ở ván đấu đầu tiên, cặp đôi TikTok Aya và Tara của Fire Sports đã thể hiện sức mạnh và giành chiến thắng. Vừa nói xong, rất hay để lấy giáp bộ mệnh của Daim và đang tiếp tục vùng với tay đánh của người đồng đội nhưng đã bị hạ gục bởi Way. Khi mà Way tìm thấy con bài Elsu nhưng đó là dấu chấm hết dành cho Team Flash ở trong ván thi đấu mở đầu này khi mà Fire Sports đánh vào nhà. Thế nhưng, Team Flash ngay lập tức trở lại và có chiến thắng trong 3 ván đấu liên tiếp sau đó. Và trong màn phỏng vấn sau trận, Ray đã có màn trả lời khá hài hước với câu hỏi của MC Phương Huy. Vấn này sẽ là tuyển thủ Ray. Vâng, chào Ray, em có bất ngờ khi mà người đối diện với em ngày hôm nay sẽ là MC Phương Huy không ạ? Đâu, em thấy bình thường anh. Tại vì em cũng mắng người gái lắm. Được em ơi, anh đánh giá ngay tinh thần của em đây. Trải qua nhiều trận đấu căng thẳng, nhà vô địch của giải đấu Nữ Vương Đại Chiến đã gọi tên Pussycat sau chiến thắng 3-2 trước BGLQ. Cuối cùng thì chúng ta đã tìm được Nữ Vương của giải đấu này. Trong khi đó, Baby Girl có chiến thắng 2-0 trước No Name để giành hạng 3 chung cuộc. Tứ Phương Đại Chiến mùa đông 2021 cũng đã kết thúc giai đoạn vòng bảng. Mặc dù xảy chân ở vòng đấu cuối, thế nhưng Nghệ An vẫn xuất sắc có cho mình ngôi đầu bảng, qua đó không chỉ có mặt tại trận chung kết mà cũng là đội tuyển đầu tiên có chiếc vé đến với đấu trường danh vọng Serie B. Ba cái tên còn lại có mặt tại playoff bao gồm Khánh Hòa, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng playoff sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 11. Anh em cổ vũ và dự đoán đội thứ hai có được tấm vé đến với đấu trường danh vọng Serie B để có cơ hội nhận được những phần quà giá trị nhé. Đối với một huấn luyện viên, việc bị sa thải khi có thành tích tệ hại là chuyện quá bình thường. Nhưng đương nhiên cũng có một số ngoại lệ. Huấn luyện viên Dwayne của Mad Team thì lại là một trường hợp khác khi rời đội tuyển mình gắn bó vì lý do cá nhân. Hôm qua, huấn luyện viên từng giúp Mad Team lên ngôi vô địch thế giới bất ngờ đang thông báo trên fanpage về việc sẽ chia tay với đội tuyển này. Đây có thể coi là một thông tin gây sốc. Liệu rằng, tại AIC 2021, khi không có vị huấn luyện viên đã đồng hành từ những ngày đầu thành lập, Mad Team có thể bảo vệ được ngôi vương của mình hay không? Vòng tuyển chọn để chọn ra đội tuyển cuối cùng của khu vực Thái Lan cũng đã chính thức bắt đầu. Ở những lượt trận đầu tiên, Pachangjong Esports và Fox Gaming đã giành chiến thắng trước KOG và E-Arena để tiếp tục hành trình tại nhánh thắng. Dù vậy thì KOG và E-Arena vẫn sẽ còn cơ hội cho mình sau khi có chiến thắng tại nhánh thua. Và để kết thúc bản tin ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem lại những pha kéo thần sầu của ông Bạch Greg tại trận showmatch cùng thần tượng nhé. Anh em bấm like và subscribe kênh YouTube của bình luận viên Hoàng Sơn AOV để đón xem tin tức hấp dẫn nhé. Bye bye anh em. À, bên kia đánh hay nhất. Không có ai hay cả. Không có ai hay, có nghe tôi gai ngại cũng được đúng không? Ok luôn. Ơ kìa, thì bao đấy ấy, thì chuyên nghiệp quá vậy. Thế nhỉ? Cắp em cắp được thì đánh, cắp được anh em giải tán đúng không? Được, yên được, hợp lý. Tôi sẽ cầu lệnh cho Liên Quân mà. Yên tâm đi. Mẹ, tôi có phần không tin tưởng lắm vào những gì ông có thể làm đấy.
Anh không cần biết, anh cứ thấy đấy là anh bán yên tâm. Yên tâm, thấy là anh bán yên tâm. Đâu chưa? Đâu, 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 đâu. Kìa, 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 được không, được không, được không? Con này em chưa kéo được, con này nó có cái nội tại. Ôi giời, cái gì thế? Con này nó có nội tại. Ai chả đái, chạy hết chung với bot thế này. Mến lên lên nè, mến lên lên nè. Có ai không, có ai không? Mặt tập quá. Ôi giời ơi. Ui, kéo chúng mất nhiều tiền ạ. Kéo em ơi. Ôi giời ơi. Ui giời ơi, mấy cái gì đấy. Sao này nè. Em run quá. Sao mày run, mất tập quá. Anh không run. Em đánh với anh em run quá. Sao đánh với tao mày. Tần kia mày tanh mà bằng chân tay. Em không phải tanh đâu, em lên full đam đấy. Em không tanh đâu, em mong dây. Ui, đồ bắn này sao chơi. Nhìn em mập thôi nhưng mà em mỏng manh lắm. Đây ơi, đây ơi. Ôi giời ơi. Kéo hẳn con ruồi, chúng con ruồi anh ơi. Em thấy nó kéo trước rồi, kéo trước rồi. Thế luôn, đánh cái này còn run hơn đánh giải. Run hơn đánh trận chung kết. Ghép tục chuyên nghiệp của gì đấy? Em tâm lý rồi, tâm lý rồi. Mày ghép tục chuyên nghiệp vào đây để đánh các anh mà còn bảo run hơn đánh giải. Nó hiểu là đánh như thế nào luôn. Kéo một kém hơn cả thằng Ari không ạ? Mày ghép chứ. Ok, hiểu. Nope. Ôi, sao bắt hút được? Anh tông đi sao bắt hút được? Cái hút nó xa lắm thưa ạ. Thế nó kéo vãi nổi không em, tôi chưa bao giờ phát nào. Ôi, hiểu.